trước và sau khi đã được tiếp nhận NLP, là trước khi mà biết đến và được học thì em chưa hiểu, và em là người mà chưa biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi được tiếp xúc, mặc dù chỉ mới 2 ngày thôi, nhưng em đã nắm được cái này và em đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Và em nghĩ rằng là cái việc kiềm chế cảm xúc này nó vận dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong gia đình, và nó sẽ làm cho con người tốt lên, đặc biệt là cái suy nghĩ của bản thân tích cực hơn và đẩy lùi bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực nếu trước đây có trong mình, thì bây giờ đẩy lùi nó ra. Và chính vì suy nghĩ tích cực như thế thì em nghĩ rằng là cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Em là người đã vừa chứng kiến một cái công cụ mạnh của NLP gọi là 3 vị trí nhận thức. Em có cảm nhận như nào về cái công cụ này? Em thấy dùng được 2 từ là rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Em đã được chứng kiến chị cùng học viên cùng trong lớp đã nhổ bỏ được cái mâu thuẫn, mà thực tế là em đánh giá là cái mâu thuẫn này rất rất sâu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân của chị ấy mà ảnh hưởng đến cả con của chị ấy. Và chị ấy đã hóa giải được những cái mắc, những cái mâu thuẫn đấy. Đấy là chứng kiến cái nhổ bỏ những cái gai góc, những cái mà sâu thẳm trong suy nghĩ, trong nỗi đau của chị ấy. Được, bản thân em cũng rất là cảm động. Em thấy thật là tuyệt vời, và bản thân em cũng đã được trải nghiệm. Em thấy đúng là trước thì không tin, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn thuyết phục. Và nếu như có một cái lời chia sẻ về NLP thì em muốn chia sẻ như thế nào với mọi người về NLP? Em thấy NLP đúng là rất quyền năng, giải phóng được trong suy nghĩ tiêu cực và đẩy năng lượng của người lên. Trong công việc thì cái việc đẩy năng lượng lên rất là quan trọng, và nó tạo cho chúng ta có sự đột phá. Đột phá ở đây đó là đột phá về tư duy, suy nghĩ. Để từ đột phá về suy nghĩ, về tư duy này sẽ đột phá đến hành động. Thì bạn giới thiệu bạn là ai và ở đơn vị nào? Em là Châu, đến từ siêu thị bếp Best Home.